Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Chuyền Sport. Đây là set 2 trận đấu giữa trận đấu giữa Lê Minh Tá Cậu và anh Liệt An Minh. Điểm sạc bóng ra ngoài, điểm cho anh Liệt 1-0. Bỏ bóng tốt, điểm cho anh Liệt 2-0. Sạc bóng không qua lưới, điểm cho Lê Minh 1-2. Sạc bóng ra ngoài, điểm cho anh Liệt 3-1. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho anh Liệt 4-2. Xin lỗi mọi người, 4-1. Sạc bóng hỏng, điểm cho Lê Minh 2-4. Điểm cho Lê Minh 3-4. Đập bóng tốt, điểm cho anh Liệt 5-3. Chân bóng tốt, điểm cho Lê Minh 4-5. Bắt một hỏng, điểm cho Lê Minh 5-5. Đều đổi hoài luôn. Sạc bóng hỏng, điểm cho anh Liệt 6-5. Hù đen, bỏ lỗ tốt cho hù đen, điểm cho Lê Minh 6-6. Sạc cái 40 năm nữa, tập 40 năm nữa sạc cho. Sạc bóng ăn điểm trực tiếp, điểm cho Lê Minh 7-6. Điểm cho anh Liệt 7-7. Sạc bóng không qua lưới, điểm cho Lê Minh 8-7. Đập bóng tốt, điểm cho anh Liệt 8-8. Chưa quánh nữa. Để mình xong rồi. Cảm ơn. Không dính chứng vậy. Bỏ lỗ ra ngoài, điểm cho anh Liệt 9-8. Điểm cho anh Liệt 9-8. Đạt học sinh bỏ lỗ tốt, điểm cho Lê Minh 9-9.
đập bóng tốt, điểm cho anh Liệt. Bỏ nhỏ tốt, điểm cho Lê Minh, 10 đều. Thu đang đập bóng tốt, điểm cho Lê Minh, 11 đều. Sạc bóng ăn điểm trực tiếp, điểm cho Lê Minh, 12-11. Tiếp tục là Dũng Lai phát bóng ăn điểm trực tiếp, điểm cho Lê Minh, 13-11. Cái gì vậy? Sạc bóng không qua lưới, điểm cho anh Liệt, 12-13. Đập bóng tốt của Đạt Sinh, điểm cho Lê Minh, 14-12. Điều lưỡi hoài nữa rồi. Đánh bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho anh Liệt, 13-14. Thu đen đập bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho Lê Minh, 15-13. Đập bóng tốt, điểm cho anh Liệt, 14-15. Bỏ lỗ tốt, điểm cho Lê Minh, 16-14. Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, Lê Minh giành chiến thắng với tỷ số 2-0. 15-16, chung cuộc đội Lê Minh.